Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến kênh channel Mr. Cảnh Cuộc Sống Người Khiếm Thị. Trong mùa Giáng sinh năm nay, Cảnh và đứa con trai nhỏ của mình May Pui, hello, sẽ chơi một bài hát vô cùng là nổi tiếng. Đó là bài hát Jingle Bell với một cách cover rất mới, đó là theo phong cách nhạc nhẹ. Và rất mong quý vị và các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn video này. Chúng ta sẽ có dịp trải nghiệm với một cái phong cách chơi mới, đó là chơi bài Jingle Bell với phong cách nhạc nhẹ nhẹ nhàng trong không khí tưởng tượng trong mùa đông và tuyết rất là rơi, và ngoài kia sẽ có ông già Noel sẽ đi khắp nơi phát quà cho các em thiếu nhi, và chắc hẳn là sẽ có My Boy của mình trong đó. Tất cả quý vị và các bạn đã thưởng thức ca khúc cover Jingle Bell với phong cách nhạc nhẹ. Và bây giờ thì mình với con trai của mình xin chào tất cả tạm biệt. Mày Boy ơi, nào giơ tay chào khán giả nào. Giơ tay chào khán giả nào. Ok, chúc mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, sẽ có một mùa Giáng sinh vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt vào đêm Giáng sinh sẽ có ông già Noel cởi ông Tuần Lộc tới tặng món quà mà các em đã mơ ước. Và
Bây giờ Cảnh và con trai xin chào tất cả quý vị nha. Bye bye.